Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Hồng Nhung không được đi hát nữa? Thì tôi sẽ đi đóng hài. Đây rõ ràng là bài viết cho chị rồi, bởi vì là cuối cùng kết là cô có một cô gái ở cái phố đó mà mang tên một nhành hoa. Thế tức là Thanh Lam không hát được. Lời nào cũng thấy, lời nào thì trước khi anh ta hát cái bài liên khúc này, tôi rất là đầu tư và tôi xin mang ra một bài thơ về mùa đông. Đây là chữ viết tay của tôi. Tất nhiên nhìn xa không biết được là rất đẹp và có tầm hương thơm. Thế nó mới gọi là vi diệu. Xin được đọc lại bài thơ mùa đông này bằng giọng của Đài Phát thanh Hà Nội. Quên đi. Đề nghị tác phong vô cùng trân trọng. Đứng dịch vào đây không sợ ta ném đá. Bài thơ mùa đông như sau. Một chút gió đêm nay cho dù rét, những đường thơm thôi lá cũng đừng vàng, ở trên sao sáng để đêm sang, đôi cánh lớn đáp qua lòng cửa mở, hương của cỏ và độ nồng hơi thở. Tôi rất là đầu tư bởi vì tôi phải làm đúng, đây là bài có rất nhiều hương thơm đúng với chủ đề của chương trình. Hương của cỏ và độ nồng hơi thở sẽ lên cao làm lửa ở trong hồn, như que diêm phải cháy những đầu hôm, cho sợi khói thản nhiên vào đôi mắt. Nguồn Internet.
một người hâm mộ, rất là hâm mộ Mỹ Tâm. Thế Hồng Nhung mới nói rằng: em ơi, em ấy là có cái hơn chị nhưng có cái thua chị đấy. Thế thì em hơn chị ấy là cao hơn chị 10 phân. Thế nhưng mà em thua chị ấy là thua chị 10 tuổi. Thế cho nên là xét ra thì nói kiểu gì cũng được hết. Hồi Hồng Nhung còn trẻ có một anh bồ. Thế là rất là trẻ. À, bây giờ vẫn trẻ, đúng rồi, cảm ơn chị. Chưa thấy có cái quà gì tự nhiên xuống như máy bay cái đã đọc ngay cái bài là người phụ nữ bị đánh ở sân bay. Ở Thanh Lam có một ngọn lửa, nguồn lực của tài năng, của năng lượng giống như một ngọn núi lửa. Vì thế tôi nghĩ rằng Việt Nam có thể tự hào rằng có rừng vàng, biển bạc và cả núi lửa. Lần trước khi được đến Nhật biểu diễn, Hồng Nhung được đi với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và được hát bài hát này bằng tiếng Việt và tiếng Nhật. Tuy nhiên lúc hát tiếng Nhật thì người Nhật tưởng đã hát tiếng Việt. Thế thì trong bốn chúng tôi bao giờ mọi người cũng hỏi là thế thì ai là nổi bật nhất, ai là các thứ, bao giờ người ta hay phỏng vấn thế lắm. Thế và bảo thế các chị có khó chịu không khi mà người khác đứng tên trước và người khác lại đứng tên sau? Thế tôi giải thích ngay, ai lớn tuổi nhất đứng trước và sau đó. Bạn hát hay
quá. Vừa hay lại có cả khả năng sáng tác nữa. Mở to quá đến nỗi là loa phường thì chất lượng thì kiểu chất lượng của phường. Hồng Nhung và Thanh Lam đi biểu diễn ở Buôn Ma Thuột là ở đấy mười mấy nhỉ? Một em 19, một em 20. Thì nhiều em 20, em 21. Thôi được rồi, trừ tí đi. Thì hai em đã đi ra, chúng tôi tiền biểu diễn thì tiền biểu diễn tôi được bao nhiêu Hồng Nhung thu hết. Tôi là thật tại vì thu phát là nộp luôn. Vâng, tại vì tôi bảo là cô này tính lùa thùa lắm, cho nên thôi để tôi quản tiền. Đúng rồi, cho tôi quản tiền. Thế thì tất cả tiền của hai cô để vào túi quần. Đấy. Sau đó chúng tôi đi ra chợ ở Buôn Ma Thuột. Và cái này là ý của Thanh Lam đúng không? Hồng Nhung chứ. Mày vừa mới đi ra chợ thì chuẩn bị ra chợ thì Hồng Nhung bảo hôm nay mình phải đóng là du khách Nhật Bản. Bởi vì hồi đấy chúng tôi mười mấy đã nổi tiếng đâu, cho nên có ai biết là Hồng Nhung Thanh Lam đâu. Cho nên mới bảo là thôi bây giờ mình ăn mặc diễn này mình đóng giả làm Nhật Bản hả? Thế thì khi ra chúng tôi vào chợ ấy, thì chúng tôi không nói tiếng Việt Nam, chúng tôi nói là chị chồng bà giáo chồng bà giáo chị chồng bà giáo chồng bà giáo chồng bà giáo chồng bà giáo chồng. Thì sau khi chúng tôi nói một lúc thì cả Thanh Lam cũng nói như nào, nói xem nào. Thanh Lam nói không được cái chua giống Hồng Nhung chị chồng bà giáo chị chồng bà giáo, chỉ là chúng tôi nói rằng là chúng tôi rất là muốn ăn chè. Mấy loại chè mix vào với nhau. Đấy. Chúng tôi ngồi xuống và bảo chắc không ai chả. Ồ, chắc không phù sức hoặc trò chị. À, tức là có cả đậu đen và có cả đậu xanh. Đấy. Thế thì chúng tôi cũng rất vui bởi vì khi đi trong chợ thì mấy người kia bảo này, hai cô Nhật Bản kia vào đây mua đồ đi. Thế xong lại có người bảo hello, hello Trung Quốc à, vào đây mua hàng đi. Đấy, thế chúng tôi nghĩ rằng đóng đã rất thành công. Thế khi ngồi xuống ăn chè thì chúng có chắc là tốt đấy không? Ôi trời ơi trời ơi. Thế là chúng tôi chỉ đầy đủ được một hai người hai cốc chè thập cẩm. Sau khi chúng tôi ăn xong thì đến đoạn trả tiền thì Thanh Lam sướng rồi, chỉ có ngồi xỉa răng và lau miệng thôi. Thế còn nước chấm miệng, từ nước chấm có uống nước trà. Thế còn Hồng Nhung thì bắt đầu thò tay vào túi quần và đi đến đoạn là trả tiền. Thì bỗng nhiên mặt Hồng Nhung tái nhợt. Ôi tôi chết rồi, làm ơn tôi mất hết mẹ tiền rồi. Nhưng mà có cái câu chửi bậy đấy thì xin là các nhà báo quên đúng là báo quên đúng là diva nói bậy. Là đồng tình với chị nên vỗ tay. Em phải đeo niềm giang như thế là hơn 2 năm rất là đau và rất là đau khổ. Chỉ có điều trong lúc niềm giang thì em hơi an ủi rằng là thấy mình hơi giống những tụi trẻ con 16 tuổi. Vậy ở đây chỉ có 16 tuổi niềm năm mới niềm giang. Nhưng đến khi xong rồi bác sĩ vẫn để cho hai răng khểnh là hơi khểnh một chút. Tức là trước nếu như mọi người cho răng khểnh là duyên thì trước đây là duyên lộ, còn bây giờ là duyên ngầm. Có nghĩa là nhìn xa thì không thấy nhưng mà phải cận cảnh thì mới hay. Thưa quý vị, tôi thấy rõ ràng người Hà Nội có khác. Hình như là người Hà Nội chưa bao giờ chịu thua ai về và cái cách dùng chữ và ăn nói, nhưng có lẽ là chị em mình sẽ thu người miền Trung. Tại vì mình nói không lại. Thưa quý vị, không nói lại thì mình chuyển sang hành động. Đừng em, đừng hành xử quá hôm nay. Trung Đông. Anh là bây giờ là của hiếm, nằm trong sách đỏ ạ. Bây giờ không ai còn học cây kèn này nữa, rất là tiếc, rất chuẩn buồn. Bị tuyệt chủng. Bây giờ các anh các chị yêu nhạc xin hãy cho đến học trompet. Anh Đông hiện nay là giảng viên của trường văn hóa nghệ thuật quân đội. Và người yêu tôi không bao giờ cưới. Học cùng với nhau từ hồi học ở nhạc viện. Nhạc sĩ Hồng Kiên.
Vâng, cũng chính vì anh từ chối mới đến lượt anh Quân ạ. Vâng. Con... Anh Kim Bass, anh không đứng lên được, thôi được rồi, khéo ngã. Bởi vì anh mới bị ngã xe và gãy chân, không liên quan. Không phải đâu, tại vì di chuyển địa điểm nhiều quá, đâm ra là Kim bị tai nạn. Không buồn cười lắm. Xin giới thiệu là anh đã đến với chương trình, mặc dù là đi là phải có nạng và chính vì thế là ngồi yên tại chỗ, không bao giờ di chuyển gì cả, là vì anh đang bị gãy chân nhưng mà tay không sao nên vẫn đánh đàn bass được. Nguồn Internet.